Hôm nay là khía cạnh cuộc sống của tôi rất phong phú. Xét trên mọi khía cạnh cuộc sống của tôi rất phong phú. Tôi thành công trong mọi việc mình làm. Tôi thành công trong mọi việc mình làm. Sống của tôi tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Cuộc sống của tôi tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Tôi được chỉ dẫn và bảo vệ tuyệt đối. Tôi được chỉ dẫn và bảo vệ tuyệt đối. Tôi hấp dẫn niềm vui và tiền bạc vào cuộc sống của mình. Tôi hấp dẫn niềm vui tiền bạc vào cuộc sống của mình. Tôi hạnh phúc và biết ơn vì được sống. Tôi hạnh phúc và biết ơn vì được sống. Tin mọi điều tốt đẹp đang xảy ra. Tôi tin mọi điều tốt đẹp đang xảy ra. Tôi yêu thương và được yêu thương. Tôi có thể làm được mọi thứ. Tôi có thể làm được mọi thứ. Tôi tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Tôi tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Tôi là một người tuyệt vời. 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 Yes. Rồi, cảm ơn cả nhà. Một ngày mới tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Chúng ta là những người vô cùng tuyệt vời. Hôm nay chúng ta vừa được nghe các cái video truyền động lực và cũng cài tiềm thức. Hôm nay là ngày thứ 59 rồi. Cái là chúng ta đã thực hành cài đặt tiềm thức. Đó. Để làm sao tất cả những cái khát khao của chúng ta và những cái chúng ta mong muốn này, khát khao này, niềm tin yêu này. Và sao ạ? Chúng ta hành động hàng ngày như thế nào chúng ta đã cài vào tiềm thức của chúng ta và nó sẽ bắt đầu chúng ta đã bắt đầu được tiềm thức dẫn dắt chứ không phải ý thức nữa, đúng không ạ? Ý thức nó chỉ là cái tầng trên thôi, nó sẽ làm sao dẫn dắt chúng ta đi theo những cái mà con người chúng ta chỉ mong muốn ở cái nhất thời lúc đó thôi, còn cái tiềm thức thì nó mới là cái cài đặt, cái mà gọi là sâu tận sâu ở tầng dưới, nhưng mà nó lại là chiếm rất là nhiều phần trăm. Trước giờ thì chúng ta chỉ để ý thức, thế là chúng ta kiểu như quá tỉnh táo, lúc nào chúng ta cũng hỏi là tại sao chúng ta làm, chúng ta không có một cái trả lời nó, mà chúng ta chỉ làm hời hợt bên cái phần trên, nó chỉ có 8% thôi. Chính vì thế nên là chúng ta phải đặt hôm nay là được ngày thứ 59. Có tuyệt vời không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị thấy là đến bây giờ mình đã làm theo những cái mà mình cài đặt, mà mình không làm mình cảm thấy không, nghĩa là nó không yên tâm và cảm thấy là không làm không được nữa. Ví dụ là tôi hôm nay tôi cài đặt là tôi gặp hai người và tôi luôn luôn sống trong lòng biết ơn, và tôi sao ạ, tôi truyền niềm tin sâu sắc này đến tất cả các những người tin yêu theo tôi. Bao nhiêu người cảm thấy không làm hoàn thành những cái việc đó là cảm thấy khó chịu và tối đi ngủ chưa ngon chưa ạ? Bao nhiêu các chị thấy thế rồi ạ? Và tôi không nghe video về truyền động lực, hoặc tôi không đọc sách, nghĩa là những cái chuyện đó tôi không làm, tôi cảm thấy tôi không chịu được nữa rồi ạ. Bao nhiêu các chị ạ? Rồi, vậy là chúng ta đã bắt đầu tiềm thức dẫn dắt. Và tiềm thức dẫn dắt thì nó sẽ chính thức là những cái gì chúng ta phải đặt và chúng ta làm lập trình lại. Đúng không ạ? Chúng ta lôi con người khổng lồ trong chúng ta lên. Và chúng ta hành động hàng ngày để chúng ta đạt đến mục tiêu. Và chúng ta đặt cài và tiềm thức là cái mục tiêu chúng ta muốn. Tôi sẽ trở thành thủ lĩnh quốc tế. Tôi sẽ trở thành thủ lĩnh quốc gia. Đó là những cái mà mọi người cài đặt cho chính tiềm thức của mình. Và hôm nay chúng ta lại thêm một lần nữa muốn chia sẻ với nhau về cái chủ đề tại sao tôi chọn CVD. Nào, chúng ta hãy lại tiếp tục cài đặt về tiềm thức để không một cái gì có thể lấy đi được cái ước mơ của chúng ta. Rồi, xin mời anh chị em chia sẻ. Tại sao bạn chọn CVD? Xin mời đi ạ. Xin mời cả nhà. Hãy chia sẻ thật sâu. Nói mẹ. Tâm đắc. Ai chia sẻ? Chưa tôi. Em mời chị Tiền. Xin chào mọi người trên room. Chào thủ lĩnh. Tôi thân xin chia sẻ tại sao mình vào CBD.
Tại vì mình tin tưởng tập đoàn, tin tưởng sản phẩm, tin tưởng những người dẫn đường, và luôn tin tưởng mình, lại toàn là mình toàn bộ tin tưởng hết, và tin tưởng mình đỡ đi dẫn dắt người khác. Mà tin tưởng sản phẩm, mình có một sản phẩm là mình dùng là tốt, mà uống là nó hết bệnh mình, rồi mình mà tin tưởng, mình có niềm tin, rồi mình đi chia sẻ cho người khác. Là tin là mình mà mình mới vào CVD là như thế. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn chị Miền. Tin tưởng và tin tưởng. Và tất cả những cái gì chúng ta nói đấy, cả nhà thấy không ạ? Rất là nhanh, bởi vì nó đã trong tiềm thức của chúng ta rồi. Chúng ta nhắc lại và chúng ta ghi sâu dấu ấn nữa, đúng không ạ? Có một câu hay mà tôi tin tưởng là tôi là người dẫn đường tốt. Đó. Có niềm tin, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn chị Miền. Xin mời chia sẻ tiếp theo ạ. Xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời chị Nhuệ. Chào Linh, chào cả nhà trên Zoom. Thì trong mình tin tham gia vào CBD là cái nhất là mình được có sức khỏe và giúp đỡ cho nhiều người có sức khỏe. Mình được học và phát triển bản thân. Giờ mình có giàu có về nhiều mối quan hệ. À, được cái học về cái cách làm việc đội nhóm. Vâng, cảm ơn chị Nhẹ. Thêm một sao ạ, một cái niềm tin nữa. Xin mời người tiếp theo đi ạ. Em xin đi. Rồi, xin mời Sinh. Kính chào anh chị em trên Zoom buổi sáng. Chúc cho mọi người buổi sáng tràn đầy năng lượng. Yes. Thì đối với Sinh thì việc cài đặt tiềm thức cũng như là tạo động lực cho mình, cũng như là mình tại sao là mình chọn Siberia, thì đây là những cái việc làm hàng ngày. Giống như là Sinh thì có cái thói quen là thức dậy sớm, thường là 5 giờ là dậy. Trước đây thì mình dậy thì mình hay đọc sách và mình viết ra những cái mà mình đọc được trong sách, rồi tập thể dục, rồi mình ăn uống rồi mình đi làm. Thì nói như cái chủ đề Zoom hôm nay là cài đặt tiềm thức ấy, thì xin thấy là mình cài đặt vào trong tiềm thức của mình. Tiềm thức của mình giống như là một cái mảnh vườn. Khi mà mình cài đặt cái điều tích cực, cái điều tốt đẹp, cái điều mà mình mong muốn khao khát nhất vào trong cái mảnh vườn đó, thì nó sẽ nảy mầm và nó sẽ thành cây và thành vườn. Và sau đó thì chúng ta gặt và hái quả. Thì đó là cái quy luật của tiềm thức, tức là tiềm thức dẫn chúng ta đến những nơi mà tiềm thức muốn, chứ không phải là mình dẫn mình muốn. Ví dụ như là hiện nay là sáng dậy thì nếu mà không vào Zoom mà không mở thì nay nó thiếu thiếu cái gì ấy. Và mình không nói chuyện thì cũng ngáy thiếu thiếu. Cho nên khi là mình được cài đặt vào tiềm thức là vào Zoom học, thì mình phải chia sẻ, giống như là đó là nói như là tiềm thức. Thì đây là một cái thói quen, thì khi mà mình chưa quen thì xin chia sẻ, không chia sẻ thì không quen, mà chia sẻ là thì quen. Và khi mình chia sẻ rồi thì giống như có câu nói là gieo thói quen thì gặt tính cách, mà gieo tính cách thì gặt số phận. Khi mình có cái hành động thì mình có cái kết quả, hành động tích cực thì cho kết quả tích cực. Thì chủ đề hôm nay nói về cài đặt tiềm thức cũng như truyền động lực. Thì động lực thì chúng ta tự tìm động lực cho mình, hoặc là xem trong các cái video của trên YouTube thì rất nhiều. Nhưng mà đối với chính bản thân mình thì xin thích cái video của chú Đinh. Vì chú Đinh là có một cái kinh nghiệm về ngành kinh doanh theo mạng, cũng như là người có một cái giọng đọc rất là ấm, rất là lôi cuốn, giúp cho Sinh cài sâu vào trong tiềm thức của mình. Nhưng mỗi lần mà mình tụt năng lượng hay là mình không hoang mang thì mình mở video đó mình nghe bất cứ ở đâu. Thì đây là cái cách của chính bản thân mình
cài đặt cái tiềm thức cũng như là mình lái lại cái năng lượng và mình cũng truyền cảm hứng cho tuyến dưới của mình. Nếu mình mà mất năng lượng thì mình không được truyền cho ai, cũng không có truyền được cho ai hết. Và cái mà rất là hay nữa là vào Siberia cũng như vào hệ thống F68 thì mình có cái môi trường mình học, là mình biết được là tại sao là mình tham gia Siberia. À, trước đây là chỉ biết là câu hỏi đặt ra là tại vì là mình có vấn đề về sức khỏe thì mình tham gia Siberia thôi. Nhưng mà mình kiên trì theo thì mình biết được là tại Siberia là trong chính bản thân mình có một cái khao khát rất là lớn là mình muốn thành công. Nhưng mà không biết là thành công ở đâu và thành công khi nào. Thì khi mình vào Siberia thì mình biết được cái niềm tin, mình truyền cho nhau, mình dẫn dắt với nhau được cái niềm tin là vào Siberia là thành công, không phải nói là nhiều tiền là thành công. Mình vào Siberia là có những mối quan hệ tích cực, thì giống như anh chị em ở đây thì rất là nhiều mối quan hệ, cũng nhờ hệ thống Siberia mà biết được nhiều người nhiều anh chị em, chứ không có Siberia thì cũng không biết được những mối quan hệ tốt đẹp tích cực như hiện nay, giống như là chị Hạnh đầu Bắc Huyền, có Thảo. Thì nếu mà không dịch thì chúng ta lại gặp nhau, nhưng mà vì dịch Covid cho nên là cũng thời gian cái giãn cách hơi xa. Đây là cái điều quá tuyệt vời, mình biết tại sao là mình tham gia sinh viên giá trị khác là mình phát triển bản thân hơn, rồi có nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn, rồi mình làm qua quá trình mà phát triển thêm thì lên thủ lĩnh thì có cái thu nhập thụ động, và mình tự do về tài chính, mình tự do về thời gian, tự do về không gian, mình ngồi một chỗ nhưng mà kinh doanh toàn cầu. Đây là cái thông minh của cái ngành kinh doanh theo mạng. Thì khi mà tin vào con đường đi và mình định hướng được, mình ấn được cái đích đến thì xin nghĩ là đó là một cái tuyệt vời của chính bản thân mình, cũng như là trong số anh chị em in Zoom hôm nay. Ai mà học được cái điều hai thì có thể giơ ngón tay cái. Cũng chia sẻ thêm là hôm là có bác Mạnh. Bác Mạnh là cũng là một người là tự tin, thì mình cũng học được trong Zoom là những cái tự tin của bác Mạnh, và học được cách là học tập suốt đời cũng như là học nữa học mãi. Thì khi mình vô Siberia, mình dấn thân, mình làm Siberia thì xin thấy được là quá là tuyệt vời, học được nhiều kiến thức quá hay từ nhiều người, từ nhiều anh chị em trên hệ thống. Thì buổi sáng hôm nay có nội dung chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh chị em đã lắng nghe. Cảm ơn chị An. Ơi, cảm ơn Sinh Nguyễn. Chúng ta thấy vô cùng tuyệt vời không ạ? Chỉ cần là chúng ta cài vào tiềm thức của chúng ta thật sâu cái việc tại sao chúng ta lựa chọn, thì như vậy chúng ta bất kể có một cái phản đối, rào cản hoặc bất kể cái gì, chúng ta cũng đều nhìn về phía trước. Và trên con đường thành công thì có rất nhiều rào cản, rất nhiều nước lạnh. Nếu chúng ta bị những cái gáo nước lạnh đó làm cảm, vậy thì chúng ta là người thiệt, hay là những người dội vào chúng ta những cái gáo nước đó họ thiệt ạ? Chính vì vậy nên là chúng ta phải có cái niềm tin sâu sắc, mãnh liệt vào cái việc chúng ta đã lựa chọn. Vì chúng ta đến đây không phải là người đi kinh doanh bình thường, mà chúng ta xác định xây sự nghiệp tại Siberia. Khi chúng ta làm gì có cái công việc nào, làm gì có sự nghiệp nào, khi chúng ta xây dựng nó thành công thì đồng nghĩa với cái chúng ta sao ạ? Vô cùng hạnh phúc, vô cùng khỏe mạnh, và những người tin yêu đi chúng ta cũng đi theo chúng ta cũng vậy. Họ hạnh phúc, họ có rất nhiều giá trị tại đây, và sao ạ? Họ được có tự do về không gian, thời gian, và giàu có về sức khỏe, giàu có vào mối quan hệ. Và như Sinh Nguyễn chia sẻ, khi chúng ta lên cái mức mà mục tiêu của chúng ta thì lúc đó chúng ta giàu có về cả thu nhập. Lúc đó chúng ta không cần quá nhiều phải suy nghĩ. Đó là cái mục tiêu thực sự. Mà với các công việc khác, An chắc chắn rằng An không làm được, An không đạt được. Khi đi làm nhà nước, An chỉ có chừng đó mối quan hệ thôi. Mà những mối quan hệ đó còn dè dặt nhau, canh chừng nhau và thanh lọc nhau. Đúng hay rất đúng ở cả nhà.
khi mở các cái cửa hàng nghĩa là kinh doanh truyền thống ấy, thì sao ạ? Cũng vậy ạ. Mình không thể nào cạnh tranh với thằng bên cạnh nếu mình không cân não suốt ngày. Làm thế nào để chỉ có cạnh tranh thằng bên cạnh thôi. Chứ không phải làm thế nào để mình phát triển. Đó là cái mà ăn được rất nhiều. Một sự kinh doanh an lạc về sức khỏe. Đưa chúng ta có cái tinh thần hàng ngày lên. Tăng thêm sự giàu có về kiến thức. Tăng thêm sự giàu có về sức khỏe. Tăng thêm sự giàu có về mối quan hệ. Và đặc biệt, cái giá trị được tăng lên mỗi ngày. Hôm qua bác Mạnh có chia sẻ đấy. 1% giá trị một ngày thôi. Một năm chúng ta thêm 37%. Nhưng nếu kiến thức chúng ta không cập nhật mỗi ngày, chúng ta không nâng kiến thức lên mỗi ngày. Trước là có cái thống kê là 5 năm thì kiến thức chúng ta mất đi khoảng một nửa. Nhưng đến bây giờ chỉ có 3 năm thôi, thậm chí 2 năm thôi. Bởi vì cái nền công nghệ 4.0 cả nhà thấy không? Bây giờ sắp sửa là 5.0 trên thế giới đã áp dụng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tụt hậu như thế nào? Chúng ta sẽ chung tay vào làm sao để Việt Nam đừng tụt hậu mà. Đó là cái mục tiêu và cái tại sao An chọn CVD. Cảm ơn Sinh Nguyễn rất là nhiều. Xin mời người tiếp theo đi ạ. Xin mời anh chị em ạ. Xin mời ạ. Nào xin mời cả nhà chia sẻ đi ạ. Và với CBD là chúng ta giàu cả lòng biết ơn, giàu cả sự chia sẻ. Và chúng ta đang rất là giàu có, chúng ta chia sẻ đi ạ. À, xin mời ạ. Vâng, xin mời chị Nguyệt. Chị Nguyệt bật mic rồi đấy ạ. Chị Nguyệt đây, chị Nguyệt nói gần vào. Mạng của chị Nguyệt hơi kém. Xin chào thủ lĩnh Nguyễn Nam, xin chào mọi người. Vâng, em mời chị ạ. Hôm nay dầm đây là cũng hơi bận một chút xíu, cũng lại phải quay trở về với công việc hàng ngày của mình, đó là chăm sóc gia đình. Nên là vẫn nghe nhưng mà bây giờ mới có thể chia sẻ được. Xin chào thủ lĩnh Nguyễn Nam, xin chào tất cả anh chị em trên Zoom. Đó. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại cái chủ đề là tại sao chúng ta làm CBD. Ở đây là một cái chủ đề nó cũng rất là ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. Bởi vì cái niềm tin nó sẽ là một cái niềm tin vững chắc. Nó sẽ là một cái động lực để thôi thúc chúng ta hành động để đi đến đích. Tuy nhiên thì cái việc mà nuôi dưỡng cái niềm tin đó, nó là một cái mà chúng ta cần phải làm hàng ngày. Nếu không thì cái niềm tin đó nó cũng sẽ bị mai một đi. Bởi vì cái con đường chúng ta đang đi, thực sự là mình thấy càng đi và càng thấy có rất là nhiều những cái khó khăn trở ngại. Khó khăn ở bên ngoài và khó khăn ở chính trong bên trong con người mình. Nên là việc củng cố niềm tin hàng ngày rất là quan trọng. Có niềm tin rồi, anh chị em chúng ta trả lời được lâu là tại sao chúng tôi làm CBD. Thế nhưng để chúng ta có cái động lực để chúng ta hành động và hành động có kết quả thì không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Và bản thân mình cũng như vậy. Đã xác định là làm CBD rồi, đã rất là nỗ lực cố gắng rồi. Nhưng mình vẫn cảm thấy là cái việc củng cố niềm tin đối với mình nó vô cùng quan trọng. Vậy làm thế nào để củng cố niềm tin? Thì cái chúng ta luôn luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi. Hàng ngày mình đặt ra cho mình câu hỏi là tại sao
tôi lựa chọn CBD, tôi làm CBD. Thì cái đấy cũng là một cách để chúng ta củng cố cái niềm tin của mình. Tuy nhiên thì như vừa rồi Nguyễn Sinh cũng có chia sẻ đấy ạ, thì rất là quan trọng. Chúng ta phải làm tất cả những cái việc để chúng ta có thể bồi đắp cái niềm tin của chúng ta. Ví dụ như là đọc sách, ví dụ như chúng ta tham gia vào các cái buổi Zoom như thế này, ví dụ như chúng ta có thể chia sẻ trong những cái buổi Zoom để chúng ta củng cố thêm những cái niềm tin, thêm học hỏi thêm những cái kiến thức, rồi chia sẻ những cái gì chúng ta biết, vân vân. Nó rất là quan trọng. Nhưng cái điều quan trọng hơn, nghĩ rằng chúng ta cần phải quan tâm, chúng ta là những người leader, chúng ta phải quan tâm, và Hạnh cũng đang chăn trở cái điều đó. Cái việc mà chúng ta củng cố cái niềm tin cho bản thân chúng ta là rất cần thiết rồi. Thế nhưng những người đang tin và đi theo chúng ta cũng phải làm thế nào để giúp cho họ củng cố cái niềm tin đó. Với một con người bình thường rất là khó khăn trong cái việc mà củng cố cái niềm tin của mình. Chúng ta là những người mà có thể nói là những người đi trước, những người dẫn đường, thì chúng ta phải ý thức được cái việc là chúng ta làm thế nào để củng cố cái niềm tin của chúng ta và giúp cho anh chị em tin và làm theo chúng ta. Thì cái này là cái mà thấy đang là cái điều mà thấy rất là khó, khó nhất. Nhưng trong cái quá trình mình chăn trở, mình suy nghĩ để làm thế nào củng cố cái niềm tin cho mình và những người đi theo mình, thì mình có một cái suy nghĩ như thế này. Chúng ta hành động, phải nói là anh chị em chúng ta đang rất nỗ lực cố gắng theo cái cách riêng của mình, bản thân mình cũng như vậy. Nhưng cái kết quả hành động nó không được như chúng ta mong muốn. Nên là nhiều khi là chúng ta cứ, nó công việc nó không cứ như chúng ta mong muốn, rồi bắt đầu chúng ta cứ dao động, là mặc dù là chúng ta đang rất là cố gắng. Đó. Vậy thì chúng ta làm thế nào để ra cái kết quả? Thì ở đây một cái mà mình đang cố gắng để gọi là cố gắng để mình làm sao mình vượt qua được những cái khó khăn trong con người mình ấy. Đó là mình đặt ra những cái mục tiêu vừa sức, mục tiêu nó gắn với những cái giá trị mà chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều lần, đúng không ạ? Những cái giá trị về sức khỏe, giá trị về phát triển bản thân, giá trị về gia đình, giá trị về tài chính, vân vân. Tất cả những cái đó có thể nói là ba cái giá trị đầu tiên đó, thì chúng ta đang trên cái con đường để chúng ta đạt được. Và mình nghĩ là ai trong số chúng ta cũng đã nhận được cái giá trị đó. Bản thân mình cũng như vậy. Và cái giá trị bản thân ấy, phát triển bản thân ấy, là cái mà mình có lẽ là trong cái giai đoạn này mình thấy là mình nhận được nhiều nhất. Bởi vì càng khó khăn, càng nỗ lực, càng giúp cho mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Đấy, tuy nhiên, không phải anh chị em nào trong chúng ta cũng nghĩ được cái điều như vậy. Vậy thì chúng ta phải giúp cho họ có được những cái giá trị về tài chính. Thì hôm qua cái chủ đề, hôm qua trong cái Zoom buổi tối hôm qua chúng ta bàn đấy, bán hàng bùng nổ. Chúng ta phải tập trung suy nghĩ xem vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể bán hàng được. Đi ra ngoài đường chúng ta phải bán hàng được. Khi quay trở về chúng ta phải bán được. Nhưng trong suốt cái thời gian vừa rồi mình cũng rất là cố gắng, nhưng bán hàng có được, thế nhưng mà lại nhận được rất là nhiều những cái trái chiều. Phải nói với anh chị em, và mình cũng đang mắc ở cái chỗ này, rất muốn chia sẻ với anh chị em. Mình cũng làm đúng những cái quy trình được học, thế nhưng bán được hàng rồi, người ta mua rồi, thế nhưng người ta lại đưa ra những cái mà mình cảm thấy nó đem lại cho mình những cái cảm xúc rất là tiêu cực. Vậy thì chúng ta phải suy nghĩ về việc cách bán hàng như thế nào. Ở đây anh chị em nói rằng chúng ta phải nỗ lực cố gắng 10%, 20% trong số đó thì mới có thể trụ lại được. Nhưng chúng ta cũng nói với nhau rằng ai làm CBD cũng được, ai làm cũng phù hợp. Vậy thì cái sự phù hợp đó nó có thực sự là như chúng ta nói hay không? Vậy thì chúng ta phải suy nghĩ. Mình cũng đang suy nghĩ về cái điều này. Chúng ta nói giữa lời nói và việc làm nó phải đi đôi với nhau. Phải làm thế nào anh chị em mình đã nỗ lực rồi ra kết quả. Đây là mình không phải là mình đặt ra cho ấy, mà mình đã tự đặt ra cho mình. Mình suy nghĩ về cái điều đó. Những người đang tin và theo mình, người ta cảm thấy rất là áp lực khi mà người ta bắt chân vào bắt đầu hành trình này. Mình cho họ niềm tin rồi, nhưng củng cố niềm tin cho họ rất
là quan trọng. Bản thân họ rất là khó khăn trong cái việc mà duy trì và củng cố cái niềm tin đó. Họ phải thấy được cái kết quả, à, tôi mời người này mua và người ta dùng, người ta cảm thấy hài lòng. Chúng ta nói rất là nhiều rồi, kinh nghiệm chia sẻ rất là nhiều rồi, nhưng kết quả đạt được là rất nhiều, rất ít người đạt được cái kết quả như vậy. Thì vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ, cùng nhau suy nghĩ về điều này. Làm thế nào để mà gia tăng cái giá trị, những cái kết quả công việc, thì cái đấy mới là cái điều mà củng cố niềm tin cho mọi người một cách tích mạnh mẽ nhất. Chứ còn chúng ta cứ nói lý thuyết, nhưng kết quả mọi người hành động và không có được cái kết quả thì mọi người cảm thấy rất là áp lực. Phải nói thật sự, bản thân mình cũng gặp phải như vậy, và tất cả chúng ta đều gặp phải như vậy. Vậy thì có cái cách gì đó để chúng ta có thể bán hàng và bán hàng hiệu quả? Cái đấy là cái mà mình đang rất là trăn trở. Chia sẻ với anh chị em một cái điều như vậy. Vâng. Về lý thuyết thì chúng ta nói là chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải hành động hàng ngày để tự chúng ta rút ra những cái bài học cho mình. Nhưng cái vấn đề đặt ra là tại sao chúng ta làm rất là nhiều, làm ra rất là cố gắng, thế nhưng mà cái kết quả nó lại không được như chúng ta mong muốn. Vậy thì có cái cách nào đó để bán hàng và bán hàng hiệu quả không? Thì anh chị em hãy chia sẻ với nhau cái điều đó. Chứ còn thực sự bây giờ mình cũng cảm thấy là không phải vì công việc, mình quá nhiều công việc mà mình chưa sắp được, nhưng mà mình thực sự là đang cảm thấy là đang bị rối ở trong cái việc này. Xin chia sẻ với anh chị em một chút xíu như vậy ạ. Vâng, cảm ơn chị Hạnh. Thực sự là các cụ vẫn có cái câu có thực mới vực được đạo, đúng không ạ? Vậy thì có một cái cũng lại có một cái câu như thế này ạ. Khi chúng ta vào Siberia, đúng là kinh doanh thì cần phải bán hàng. Và tất cả các doanh nghiệp, các tập đoàn có sản phẩm hiện hữu mà không bán được hàng, mà sản phẩm lại tốt, mà mọi cái giá trị nó đều có sẵn, như Siberia. Vậy mà chúng ta không làm được. Thế thì đúng là phải đặt câu hỏi, tại sao? Thế thì các anh chị cho anh những cái câu hỏi tại sao đi ạ. Anh các chị chia sẻ đi ạ. Chúng ta cùng gỡ cái vấn đề này ạ. Chúng ta hỏi câu hỏi tại sao đi ạ. Thứ nhất là chúng ta trả lời câu hỏi ngành này. Thứ hai này, tại sao CBD tốt như vậy mà họ lại phát triển theo hệ thống chứ họ không đem ra bán giống các tập đoàn kinh doanh truyền thống? Và tại sao CBD trả tiền cho bạn? Đó, chúng ta lại bắt đầu trả lời những câu hỏi tại sao ạ. Rồi xin mời chia sẻ của các anh chị em ạ. Và có một cái câu Băng Minh thực sự là như thế này. Một bài giảng Băng Minh có chia sẻ với Siberia, chúng ta thấy nó vô cùng tốt, vô cùng tuyệt vời. Nhưng tại sao kinh doanh Siberia là kinh doanh của sự đầu tư về sức khỏe và đầu tư vào kiên trì, đầu tư thời gian? Và bác cũng lấy những cái ví dụ. Khi chúng ta làm đối tác với tập đoàn sức khỏe Siberia thì cái mục tiêu của chúng ta là mục tiêu ngắn là cái gì và mục tiêu dài hạn là cái gì, đúng không ạ? Mục tiêu ngắn hạn là sức khỏe, thì chúng ta hãy chăm chút vào cái mục tiêu ngắn hạn đó, để chúng ta, nghĩa là chúng ta đầu tư vào bản thân ấy, để có sức khỏe. Và hàng ngày mục tiêu của chúng ta là gì ạ? Phát triển bản thân, thì hàng ngày chúng ta phải rèn luyện, học tập, học rồi chúng ta rèn phát triển bản thân. Cái mà thực sự An nhận được phát triển bản thân là ở đây ạ, là trước giờ chúng ta chưa dám bứt phá. An cũng kinh doanh truyền thống, An chỉ nghĩ là khách hàng đến chứ mình không phải đi tìm. Nhưng đến bây giờ chúng ta sẵn sàng đi tìm và sẵn sàng nghe rất nhiều các cái câu từ chối, nhưng mình
xác định mình kinh doanh bằng những lời từ chối đó. Hôm nay họ từ chối thì ngày mai, ngày mốt họ sẽ nhìn nhận ra vấn đề. Và có một điều là đúng, CBD nó có khác biệt, sản phẩm CBD nó có khác biệt. Đó là những cái phản ứng chuyển hóa và thải độc. Vậy thì như hôm qua cũng có những anh chị chia sẻ đó, phải hỏi sẵn sàng. Nghĩa là bán là chúng ta bán cái niềm tin và bán cái cam kết. Khi chúng ta cam kết thì khách hàng phải cam kết ạ. Đúng ạ. Khách hàng phải cam kết là vượt qua những cái đó và dùng đúng đủ đều, và phải vượt qua những cái đó thì mới tiến tới được cái mục tiêu của họ là khỏe mạnh. Đúng ạ. Nếu chúng ta không vững cái này thì thực sự là chúng ta sẽ bị lung lay, bởi vì cả nhà thấy không ạ? Khách hàng có thể dùng sản phẩm hoặc là các thuốc khác đến 10 năm, 20 năm. Đến bây giờ gặp chúng ta mới chia sẻ cho họ. Thì họ chỉ hỏi là tôi dùng có khỏi không? Và đến bây giờ họ cũng mất quá nhiều tiền rồi, thì bây giờ họ lại hỏi là tôi dùng hết bao nhiêu tiền? Đấy là những cái mà yêu cầu của khách hàng. Vậy thì chúng ta có cái gì để trả lời họ? Chúng ta hỏi lại họ. Là những cái năm qua ấy, anh chị dùng thuốc hoặc dùng bất kể sản phẩm nào, anh chị đã dùng một cách nghiêm túc chưa? Và dùng nghiêm túc được bao nhiêu lâu? Và kết quả nó là như thế nào? Chúng ta hỏi lại họ. Ví dụ có người nói tôi dùng cái này cũng đến 1 năm. Hỏi là thế những ngày đầu cái sản phẩm đó nó chuyển hóa trong cơ thể anh chị, các anh có cảm nhận được không? Họ nói là mới đầu tôi cũng thấy khỏe khỏe, dần dần sau cuối cùng tôi chả thấy gì, và đến bây giờ cơ thể tôi vẫn thế. Vậy thì mình lại tiếp tục đặt câu hỏi này. Vậy thì bây giờ có một cái sản phẩm ngược lại là mới dùng sẽ có cái chuyển hóa rất rõ ràng trong cơ thể các anh các chị. Và sau 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, cái chuyển hóa nó mới bắt đầu dấu hiệu, bắt đầu dần dần tốt hơn. Để làm sao ạ? Đưa chúng ta vào cái việc phục hồi các cái tế bào trong cơ thể. Vậy thì các anh chị có sẵn sàng đi đến cái đoạn là 2, 3, 4 tháng sau không? Thực sự, bây giờ chúng ta phải thấu rõ cái phẩm của chúng ta. Còn với trải nghiệm, với cái bán hàng như hôm qua chúng ta cùng chia sẻ là bán hàng bùng nổ trong cái thời điểm này, tất cả mọi người dân đều cần khỏe mạnh, vậy thì chúng ta chỉ cầm những cái hộp tăng miễn dịch, những cái lọ tăng miễn dịch và những cái hộp tăng vitamin và khoáng chất trong cái giai đoạn này, và chúng ta gia tăng cái việc chia sẻ. Bán hàng bùng nổ là gia tăng việc chia sẻ. Đúng là CBD chưa có tiền ngay, nhưng thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Vũ Minh cũng có chia sẻ đấy ạ. Các bạn đầu tư khoảng 2 đến 3 năm sau, bây giờ thậm chí cắn răng vào đi để bước qua rào cản và đi vay đi để ăn. Nhưng các bạn tưởng tượng ra sau 2 đến 3 năm sau, thu nhập các bạn là 100 đến 200 triệu một tháng. Đó. Thì sao ạ? Thì 1 tháng, 2 tháng các bạn trả được hết cái số tiền các bạn vay nợ ăn nhá. Còn vay nợ vì những cái mục đích khác, ví dụ nợ để trả nợ hoặc nợ để đầu tư, thì chúng ta không thể nào có cái cam kết như thế được. Chỉ cần 2 đến 3 tháng là chúng ta nợ ăn uống chi tiêu để chúng ta xây dựng cái CBD đến ngày thành công đó. Nghĩa là chúng ta chỉ cần 2 đến 3 tháng là trả nợ được hết 1 đến 2 năm. Đấy là cái điều chúng ta cũng phải nhìn ra và có niềm tin. Cả nhà thấy sao ạ? Đúng hay rất đúng ạ? Bởi vì ngay đầu tiên là chúng ta có cái suy nghĩ khác. Như bản thân An đã từng bán hàng. Khách hàng đến, ăn lấy cho sản phẩm, lấy cho thuốc, họ ho, họ dạ
dày, chúng ta lấy cho thuốc và nói là về uống đi, theo dõi 3 ngày 5 ngày sau ra tiếp. Thì người nào mà uống người ta khỏi thì người ta không ra, người nào không khỏi thì phải nhà chưa hình dung ra được cái việc bán hàng truyền thống với những bệnh nhân mãn tính đâu ạ. Họ nhăn nhó suốt ngày. Nói thật là họ ra họ nói là khỏi nhưng vài ngày lại bị lại. Họ nhăn nhó thực sự. Mình cũng cảm thấy là mình bất an. Mặc dù cái công thức nó có sẵn. Nghĩa là mình đã hoạch ra cái việc là bán hàng truyền thống cũng vậy thôi. Những nhà chuyên môn ấy ạ. Cũng biết là cái sản phẩm này, thành phần này chữa cái gì. Nhưng lúc đấy chúng ta lại bắt đầu nghĩ là không biết khách hàng dùng đúng không. Không biết là những cái thuốc đấy nó đưa vào thì khách hàng bị những phản ứng phụ gì. Và một câu hỏi nữa là thực sự thật giả lẫn lộn vô cùng nhiều. Không biết cái nguồn của mình mua nó có chuẩn không. Cả nhà thấy không ạ? Những nhà chuyên môn ở đây đã có câu hỏi như An chưa ạ? Khi bán hàng thuốc tây của mình ạ. Và các anh chị bán hàng truyền thống khác cũng vậy. Mình bán, ví dụ như bán hàng ăn thôi, mình cũng cố gắng là làm những món ăn ngon. Thế nhưng tất cả các nguồn nguyên liệu đó các anh các chị có đảm bảo được không ạ? Chính vì đó là những cái trăn trở đó thì nó mới thành nỗi đau để chúng ta đi. Và sau một thời gian tích tụ quá nhiều bệnh tật trong cơ thể mình thì đó là nỗi đau vô cùng lớn để chúng ta đi tìm cơ hội CBD. Đúng không? Đúng hay rất đúng hả cả nhà? Đúng hay rất đúng ạ? Đó, đó là những cái mà chúng ta thực sự phải vững niềm tin. Và với CBD thì bây giờ thì sao ạ? Canh các chị khẳng định với khách hàng. Nó sẽ rất là tốt nếu các anh các chị dùng đúng, đủ, đều. Và kiên trì vượt qua giai đoạn chuyển hóa thải độc. Khi đến cái giai đoạn nó đã từng tế bào trong cơ thể phục hồi, thì lúc đó chúng ta sẽ khác. Còn đúng là với những người từ bắt đầu vào làm đến K6 thì thu nhập đúng là không cao. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách bán hàng bằng chính cái nội lực và cái niềm tin của chúng ta có thể làm được. Chúng ta chia sẻ những cái câu chuyện tương đồng. Ví dụ mình sao ạ? Vẽ chân dung của cái người bạn của mình là họ đang cần, ví dụ ở tuổi An, cái nội tiết của họ đang có vấn đề. Chúng ta kể câu chuyện cách đây mấy năm tôi cũng chỉ vì vấn đề rối loạn nội tiết mà tôi gây ra sao ạ, ít nhất là cái vấn đề ngoại tâm thu thất. Và rối loạn nội tiết nó là mất canxi, thiếu hụt canxi vô cùng nhiều và nó gây ra thoái hóa. Mà cái việc rối loạn nội tiết ở Việt Nam bây giờ xảy ra thậm chí ở người mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, bởi vì do cái thức ăn nhanh và chất bảo quản. Vậy thì cái khi chúng ta vừa nói với chúng ta này, sau đó này đưa cái hiện thực ở môi trường Việt Nam, nghĩa là chính môi trường họ đang sống đó, thì họ sẽ tự hỏi lại họ. Họ tự giật mình. Và khi họ hỏi là thế bây giờ thì sao? Bây giờ bạn thì sao? Nói là bây giờ có thể bạn không tin, nhưng bây giờ tôi ổn, vô cùng ổn. Bạn có thể nhìn thấy vẻ ngoài của tôi, nhưng bạn có thể chưa tin bên trong. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình ổn như bây giờ. Thì người ta sẽ hỏi giải pháp. Thì lúc đó mình cũng nói thôi ạ. Với các cái sản phẩm, nếu mà các anh các chị đã từng dùng nội tiết, đây An chỉ nói một vấn đề ví dụ thôi ạ. Thì khi dùng đến hôm qua nhá, tư vấn viên của mình cũng nói là ôi em đang dùng hàng của Đức, em dùng một cái thế nó êm dung.
Nhưng dùng chô lông của CBD một tháng là em ngừng. An cứ để cho bạn đi nói. Xong An hỏi là tại sao em ngừng? Nói là em dùng một tháng một cái da của em nó nám hơn. Nó cảm giác thô ráp hơn. Thì bản thân An và 3-4 người cùng ngồi đều là tư vấn viên của CBD. Thì đều nói là đúng rồi. Nó khác biệt như vậy thì nó mới đánh vào cái sâu xa của vấn đề. Chính sản phẩm của chúng ta đều có thải độc. Và ai cũng khẳng định, những người có niềm tin nhé, là uống là nó sẽ đẩy hết ra, thậm chí nám nó còn nhiều hơn khi dùng bộ ba và nội tiết. Đó. Thế thì An mới hỏi luôn cái bạn mà cái sử dụng cái nội tiết có vấn đề đấy. Hỏi là khi em dùng bộ ba, em có thay đổi rất nhiều. Đó là người em ngứa. Và em đi ngoài rất nhiều. Mà trước đó em chưa có biểu hiện gì về gan, em cũng chưa có biểu hiện gì về đại tràng. Nhưng đến bây giờ em dùng thì em thấy sao? Thì bạn đó, ô em dùng bây giờ nó lại có một tí cái vấn đề về xương khớp, nó nhức. Bảo em thấy không? Nói như một người giàu mìn, nếu em thấy mẩn ngứa, em dừng lại giống như thuốc tây, thì em có biết đây là cơ, em có đến thời điểm này thì em có nhận đây là cơ hội kim cương với em không, với bản thân em không? Đó, mình phải thực sự như bác Mạnh hôm qua ấy, học 8 tiếng online đó, học đi học lại và nghe đọc những cái bài của giám đốc khoa học Ulysses chép, đọc rất nhiều. Bác đọc được 11 bài, mới có 10 ngày thôi. Người ta nghe, người ta học, đi học lại cái bài 8 tiếng mà đào tạo đó mấy lần. Và nghe, đọc những cái bài của giám đốc khoa học Ulysses nhiều lần. Đó là cái kiến thức vững nhất, niềm tin vững nhất để chúng ta bước ra thương trường. Cả nhà thấy sao ạ? Khi chúng sắt đá rồi thì chúng ta sẽ tự có cái câu hỏi. Chỉ có chúng ta đang còn hỗ trợ của người đỡ đầu thực sự cần. Ta đang xử lý. Đúng không cả nhà? Vậy nên là chúng ta phải củng cố niềm tin như vậy. Cả nhà nghe kỹ, học lại 8 cái tiếng đó. Ít nhất một lần đọc, chúng ta sẽ thấy từng câu, từng từ nó có cái sự ràng buộc, sự sao ạ, đảm bảo vô cùng. Khi chúng ta lựa chọn CBD về luật pháp. Và tiếp tục nghe các cái gia tu bi của bác Phạm Hữu Minh. Và đọc những cái bài mà viết về sản phẩm một cách nghiêm túc. Nghe những cái video thì chúng ta sẽ có niềm tin vô cùng tuyệt vời. Đúng hay rất đúng cả nhà? Cả nhà có sẵn sàng không ạ? Và chúng ta sẽ biết chúng ta cần phải bán gì. Nếu CBD chỉ là đem hàng đi bán rồi thu tiền ấy, thì nó quá đơn giản, bởi vì sản phẩm nó thực sự là tốt, nhưng chỉ là tốt sau khi, nghĩa là nếu ai cảm nhận được, ví dụ cái hiện tượng thải độc xảy ra, chúng ta phải làm cho khách hàng thấy là ôi may quá, em hình dung hoặc chị hình dung xem, nếu từng đó lượng độc tố nó ở trong cơ thể thì một vài năm nữa cơ thể em sẽ đi đến đâu. Đúng không ạ?
có những người phản ứng xảy ra mùi người như nước cống. Có những người như Hương ở đây chia sẻ đi ạ. Hương đã có Hương ở đây không ạ? Chia sẻ với chị An là tai của em tự dưng nó ra những cái gì sợ lắm chị ạ. Hóa ra là bạn ấy đã từng phẫu thuật viêm tai giữa rồi, hai bên rồi. Nhưng tại sao uống kháng sinh và bao nhiêu năm tháng nó vẫn chỉ như vậy, nhưng đến bây giờ bắt đầu nó đẩy ra vô cùng nhiều. Và gọi là chị ơi, thực sự là em thấy sợ. Và thế em có thấy may mắn không? Nếu nó cứ động lại trong cơ thể em, động lại chính cái tai của em, mình nói vậy thôi. Thế em thấy sao nếu một vài năm nữa? Đó. Sản phẩm của chúng ta nó tuyệt vời ở cái chỗ là chúng ta phải cảm nhận được từ những lúc thải độc. Và chúng ta cũng phải nhấn mạnh cái điều này với các đối tác của chúng ta, với khách hàng mới của chúng ta. Nếu chúng ta cảm nhận được thì chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chúng ta đẩy được độc tố ra ngoài. Còn bây giờ chúng ta vẫn có cái chia sẻ làm sao sản phẩm tuyệt vời để làm sao gieo vào khách hàng cái việc là người ta nghĩ là tuyệt vời là phải khỏi ngay, cảm nhận mì ăn liền. Cả nhà có thấy đúng không ạ? Khách hàng vẫn thích cái cảm nhận là khỏe ngay. Vậy thì khỏe ngay chúng ta chỉ cho một ngày một gói super vitamin và vài viên canxi. Trong tất cả các loại bệnh đều cần. Cả nhà thấy đúng hay rất đúng ạ? Mùa dịch này ai cũng cần. Hoặc là vài viên Novomin. Cả nhà thấy sao ạ? Xin mời chia sẻ ạ. Tôi. Rồi, xin mời Nguyễn Yến. Xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Tôi xin chia sẻ là những cái điều trăn trở như chị Ảnh nói là sao mà tại sao làm Siberi chia sẻ được với một số người rồi và họ lại cũng không biết đón nhận. Thì đúng ra cái công việc của mình nó là như vậy. Vì là cái ngành á, nó đã có rất là nhiều cái tiếng xấu cho cái công việc của chúng ta. Nên là của mình có tốt đi đến nữa thì người ta cũng vẫn là nghi ngờ. Và những cái người nghi ngờ thì người ta cũng lừa tin nửa không. Thì nói thì cứ nói, rồi tin dùng cũng có dùng một số sản phẩm. Nhưng rồi người ta lại rời đi. Đấy là cái chuyện bình thường thôi. Tại vì là người ta dùng theo cái kiểu như trải nghiệm. Uống 1-2 gói và không được sự chăm sóc. Có khi là mình nói là chăm sóc. Như những cái người mà quyết tâm dùng thì mình chăm sóc, còn đưa cho 1-2 hộp trà thì có thể là người ta chỉ dùng có vài gói thôi, xong bắt đầu thấy cái hiện tượng lạ cái là người ta bỏ luôn, và người ta nói kiểu gì người ta cũng không dùng nữa. Cái chuyện đó là bình thường. Thì bây giờ mình đã xác định cái nghề của mình là trò chơi con số. Mình cứ xác định mình chia sẻ 100 người thì có 20 người nghe, mà chỉ có 5 người đón nhận thôi. Thì cái chuyện mà người ta không đồng hành với mình là cũng rất là nhiều. Vì là thật sự là khi nào mà người nào đồng hành với mình là người đó nghiêm túc dùng sản phẩm, người đó nghiêm túc mà tìm hiểu những cái thông tin về sản phẩm, hoặc là tìm hiểu những cái thông tin về công ty, về những cái cách đi, thì người ta phải là tập trung vào đó. Ít nhất là người ta cũng phải bỏ ra vài ngày, người ta nghiên cứu, người ta phải đọc cái lọ cái kia, và người ta nghe, rồi thì người ta trải nghiệm sản phẩm thì người ta mới tin. Chứ còn người ta uống có thể là có cái kết quả, nhưng mà cái sự chuyển hóa của sản phẩm của mình vẫn có. Uống hôm nay có thể đỡ, nhưng mà mai ngày kia uống trở lại nó lại bị thế này, bị thế kia, thì cái niềm tin của nó không có. Thì họ sẽ bỏ, họ rời đi. Và mình, những cái người đó thì mình lại thường thường là mình chia sẻ rất là nhiều, chứ không phải là chỉ chia sẻ có một người đó đâu, mà mình biết được người ta đang khó khăn cái lúc đó. Người ta khó khăn người ta nói ra thì mình còn biết được, và mình còn kịp thời động viên chăm sóc, hoặc là mình sẽ chia sẻ hoặc đưa ra những cái thông tin để cho họ tìm hiểu. Nhưng người ta bị như thế nhưng người ta không nói gì với mình thì mình không hề biết, và đến lúc quay lại rồi thì người ta cũng không có đồng hành với mình. Cái đó là khó khăn cũng có, nhưng trong cái khó khăn thì vẫn là có những cái phần mà mình phải gọi là may mắn. Vì là nếu như thị trường mà ai cũng đón nhận thì xin lỗi với mọi người là không đến lượt mình. Thế em cứ nói thật với mẹ các anh các chị như thế. Nếu như ai cũng đón nhận rồi, cái cơ hội này chưa chắc đã đến lượt mình.
Nên là phải có những cái người từ chối như thế thì mới đến lượt mình. Và đến lượt mình thì bây giờ nhiệm vụ của mình là làm sao để đi gieo cho họ, để cho họ có ý thức bảo vệ sức khỏe này, có ý thức mà là người hiểu biết thì phải tìm hiểu, phải học hỏi. Còn nếu như mà họ không thì mình chịu thôi. Đấy. Theo thống kê của con số thì mình cứ làm đúng theo thống kê của con số đi. Nó sẽ ra những cái con người mình muốn giúp người ta được. Chứ bây giờ 100 người mình nói cả 100 người nghe thì công việc này không đến lượt mình. Đấy là những cái mà suy nghĩ của Yến, và cũng cái cách là làm việc, và trong đầu Yến cũng lập trình luôn như thế. Không phải là nói ai cũng nghe. Vì là cái ngành của mình này nó rất nhiều cái công ty nó mượn cái ngành của mình, nó làm những cái việc mà thất thoát kinh tế cho nhiều nhà, và cũng mất rất là nhiều thời gian và công sức cho nhiều người ở những cái công ty khác, và họ không đạt được kết quả thì họ áp hết vào nó giống nhau cả. Nên là mình cứ trong cái khó khăn thì mình vẫn phải tìm ra một cái đường của mình tốt để mình đi chia sẻ. Mình cứ chia sẻ đi rồi dần dần nó sẽ lan rộng, mỗi ngày 1% thôi thì nó sẽ có thêm người và thêm được cái mà kết quả cho mình và cho mọi người. Đấy là cái suy nghĩ của Yến về cái việc mà tại sao mà trong CBD dễ thì rất dễ nhưng khó thì rất khó. Rồi, cảm ơn Nguyễn Yến rất là nhiều. Thực ra ở đây chúng ta như vậy thì chúng ta mới cần cái sự nỗ lực đồng hành của toàn hệ thống. Chúng ta lên Zoom để chúng ta lấy năng lượng. Kinh doanh với CBD là trò chơi của cảm xúc và con số. Đúng, khi chúng ta cảm xúc thăng hoa thì chúng ta hình dung là nó rất là đơn giản. Nhưng đúng khi chúng ta gặp vấn đề, chúng ta buồn lắm. Vì chúng ta rõ ràng chúng ta đem tình yêu thương thực sự đến với họ. Và họ cũng đón nhận một cách hồ hởi. Nhưng sau chỉ cần một bấp xíu thôi là họ đổ lỗi hết cho chúng ta. Đổ lỗi hết cho sản phẩm. Không tốt, không tốt. Vậy thì có chăng chúng ta bắt đầu cái việc chia sẻ sản phẩm sao ạ? Bằng những cái câu chuyện đơn giản, và khi họ sẵn sàng hỏi lại thì chúng ta chia sẻ, và chúng ta phải nói ngay từ đầu. Cam kết dùng. Và chúng ta sẽ chăm sóc bằng cách là đưa sản phẩm cho họ, có thể gửi như bây giờ là gửi on gửi ship đúng không ạ? Chúng ta nhắn cho họ là ngày nào nhận được thì nhắn lại hoặc gọi lại cho tôi. Để làm sao ạ? Bắt đầu chúng ta biết ngày đó họ nhận được. Rồi chúng ta nhắn tin là bắt đầu dùng từ thời điểm nào, để cho họ khẳng định là tôi dùng từ hôm nay. Hoặc có những người này nhận được rồi rất hồ hởi, mua. Sao ạ? Mua về lại bảo ôi tôi còn rất nhiều thứ để tôi dùng sau đã. Thế sau một tuần sau hoặc là 3 ngày sau mình gọi thì người ta bảo tôi dùng rồi. Thế bắt đầu mình bảo thế sau 3 ngày nữa mình nhắn tin, người ta bảo dùng rồi, nhưng thực ra lúc đấy họ mới dùng. Sau một tuần sau mình nhắn tin thì họ nói là ôi dồi, khó chịu lắm, ABC, bởi vì sao ạ? Trong một tuần đầu họ đâu có dùng. Bắt đầu tuần thứ 2 họ dùng, bắt đầu có cái chuyển hóa. Thì bắt đầu họ sợ. Họ đang được du ngủ bằng những cái niềm hy vọng là những cái sản phẩm trước đó là uống vào rất là êm và họ mong muốn là nó êm luôn. Nhưng đều không được. Và bây giờ thực sự chúng ta nhờ CBD để thức tỉnh. Cả những cái, có những người cả mười mấy năm bị du ngủ đó đi ạ. Anh có một cái bài về thuốc ạ. Tin tưởng vào bác sĩ. Nhưng bác sĩ làm được gì cho bạn? Chúng ta phải lật đi lật lại vấn đề để làm sao khách hàng phải sẵn sàng. Đúng không cả nhà? Là chúng ta tiên quyết, đúng là cái trăn trở rất lớn khi mà những người đi tin yêu đi theo mình, họ chưa đủ niềm tin. Đó là cái trăn trở vô cùng lớn. Bản thân An luôn luôn trăn trở là mình làm và mình muốn chia sẻ lại mọi người. Để mọi người khi mình thấy có kết quả là thực sự mong muốn.
ngày hôm nay tôi có cái kết quả gì, tôi chia sẻ lên bằng những cái chia sẻ đơn giản, là những cái lời bình khi sau khi các anh các chị chia sẻ đó, là An cũng lồng ghép cái việc An chia sẻ cái câu chuyện của bản thân An vào. Đó. Nên là chúng ta thực sự chăn trở. Rất nhiều người vào đây, họ mong muốn có sức khỏe đã đành rồi, nhưng họ vô cùng mong muốn có thu nhập. Vậy thì phải bán hàng. Bán hàng lỗ lực, bán hàng tối đa cho đến khi chúng ta lên được K7. Bởi vì trước K6, thu nhập của chúng ta cũng chỉ có vài trăm đến khoảng hơn chục triệu thôi. Lên đến K7, thu nhập của chúng ta cũng như vậy, nhưng thu nhập lấy từ hệ thống. Thì sao ạ? Chúng ta phải đào tạo được hệ thống bán hàng. Họ bán cho họ, bán niềm, chúng ta bán niềm tin để họ dùng, và họ bán cho chính bản thân họ sản phẩm để họ có kết quả. Rồi họ lại tiếp nối giống chúng ta. Và điều đặc biệt là chúng dấu hiệu tích cực khi dùng sản phẩm. Những dấu hiệu tích cực mà mới đầu khách hàng biết rồi hãy uống. Bây giờ chúng ta không nói miệng nữa, chúng ta gửi tin nhắn, bởi vì công nghệ 4.0 rồi. Anh chị nhận được chưa? Hiện tượng thải độc thì chúng ta lại nói là anh chị đọc lại giúp em, mặc dù lại bây giờ em nói nha, thì bắt đầu chúng ta lại nói ra. Xin chia sẻ sản phẩm, mình đi bán sản phẩm thì như theo tôi thì mấy tháng đầu thì mình không có kinh nghiệm, thì người ta cứ bệnh thì mình cũng bán cho người ta. Nhưng đầu tiên thì mình cũng nói là thanh lọc rồi mới năng lượng cân bằng. Nhưng đầu tiên á, mình bán thanh lọc thì bây giờ tôi thấy rất quá sai. Trong khi thì mình bán, mình cũng vẫn đưa cái tờ giấy mà trong quá trình chuyển hóa cho người ta. Nhưng người ta uống, người ta cũng nói là, mình cũng nói trước người ta là theo mình dùng là đầu tiên là nó thanh lọc thì nó cũng đau nhất này kia. Người ta cũng chịu, nhưng tới lúc người ta dùng xong thì nó đau, người ta sợ, người ta chạy mất. Nhưng mình mới nghe râm của Anna thì nói, thì mình công nhận rất là đúng. Anna nói là cho dù người đó có bệnh, nhưng đầu tiên mình phải cho người ta là năng lượng. Người ta uống năng lượng vô, nó có năng lượng trong người, nó khỏe trong người, là bắt đầu sau mình mới thanh lọc, là người ta mới là không sợ. Thành tôi mới nghe râm của Anna thì mình thấy rất đúng, thì xin chia sẻ với anh chị em như thế. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị Miền ạ. Vậy là chúng ta bây giờ lại đúng với cả cái tình hình dịch bệnh này, đúng không ạ? An cũng thường xuyên chia sẻ ra, kể cả người ta có bị bệnh nền gì thì người ta vẫn cần cái sức khỏe, cảm nhận cái sức khỏe trước. Vậy thì trước khi cho người ta dấn vào cái việc chữa bệnh, hãy cho người ta khỏe. Nhưng đặc biệt, các sản phẩm của mình, nếu mà họ mệt mỏi quá, mà chúng ta chỉ cho một hộ lọ ở một gói super vitamin cũng chưa ổn. Thậm chí chúng ta đáp bổ lên hai gói, bán cho người ta một hộp và cũng không cần nói là sao ạ, một hộp này được bao nhiêu ngày, mà hãy chỉ dẫn là ngày hai gói. Để chúng họ có cảm nhận đã. Thông tin các anh các chị cứ uống super vitamin đi đã. Rồi chúng ta sẽ khẳng định được điều đó với khách hàng. Cảm ơn chị Miền rất là nhiều. Và chúng ta phải đưa cái năng lượng cho khách hàng trước khi bắt
tay vào cuộc chiến là trị liệu, đúng không ạ? Và bao nhiêu trong số các anh các chị em hôm nay sẵn sàng cái việc đó ạ? Không cần biết là họ bị bệnh gì, mà chỉ cần biết là trong cái giai đoạn này các anh các chị cần khỏe mạnh đã. Hiện tại các anh các chị đang có thuốc tây, tạm thời cứ uống đi. Rồi đến một ngày tôi sẽ giúp các anh các chị thải hết tất cả những cái độc tố đó ra. Và khi người ta hiểu vấn đề rồi thì nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Cả nhà đồng ý không ạ? Còn ai có chia sẻ gì nữa không ạ? Yes. Chị Hạnh bật mic. Rồi, xin mời. Mình chỉ chia sẻ một chút xíu cái suy nghĩ của mình thôi. Ở đây cái vấn đề là nuôi dưỡng cảm xúc và niềm tin cho cá nhân mình, anh chị em mình đang ở trên Zoom này. Mình tin là mọi người đều đang làm được cái việc đó. Nhưng cái vấn đề mà chúng ta cần đặt ra để suy nghĩ đó là làm thế nào để giúp đội nhóm của mình, những người đi theo mình, nuôi dưỡng cảm xúc và cái niềm tin. Nên là mọi người hãy suy nghĩ về điều đó, chứ không phải là ở đây chúng ta nói về những cái vấn đề khác. Hãy suy nghĩ về làm thế nào để dẫn dắt đội nhóm của mình nuôi dưỡng được cảm xúc và niềm tin. Đấy là cái mà mình rất là muốn chia sẻ. Và ở đây mình nói là mình có thể nói với họ rất là nhiều thứ, nhưng cái vấn đề là phải giúp cho họ hành động có hiệu quả. Thì mình muốn chia sẻ cái điều đó. Chứ ở đây là chúng ta đang nói với nhau những cái gì để tác động cái tâm lý của nhau. Ở đây mình cho ta chỉ ra cái con đường để làm thế nào để giúp đội nhóm của mình nuôi dưỡng cảm xúc và niềm tin. Đấy mới là điều quan trọng. Thì chúng ta mới có thể dễ dàng đi đến thành công. Bởi vì những người đã mồi vào rồi sau đó là họ cứ đuối sức thì chúng ta cũng không thể thành công được. Và vấn đề là chúng ta cần phải suy nghĩ về cái đường. Đó. Chính xác ạ. Hôm qua thì cả nhà cũng nghe bác Mạnh có chia sẻ, đúng không ạ? An thực sự ấy, cái câu này hôm qua An có hỏi bác Mạnh là làm thế nào để họ tin yêu và gọi là khát khao đó. Thì bác Mạnh có trả lời cả nhà hôm qua có chú ý An cái câu An hỏi không ạ? Đấy, thì bác Mạnh nói là lọc ngay từ đầu trước khi tuyển. Là họ muốn cái gì và họ có sẵn sàng đánh đổi là thời gian để họ học, để họ phát triển nhiều hơn. Họ dùng sản phẩm để họ có niềm tin hơn. Họ có dám đánh đổi hai thứ đó không? Nếu họ dám đánh đổi hai thứ đó thì bắt đầu chúng ta dẫn dắt họ. Thì học thì vào Zoom, đúng không ạ? Tất cả các anh chị em trong Zoom ngày hôm nay và những người thường xuyên vào Zoom thì cái việc mà làm sao để có niềm tin và cảm xúc thì các anh các chị có thấy vững không ạ? Nghĩa là hôm qua chính bản thân em cũng đặt cái câu hỏi này đấy ạ. Với cả bác Mạnh và bác ấy cũng trả lời đấy ạ. Cả nhà nghe, chắc là hôm qua tất cả các anh chị em chúng ta đều nghe, đúng không ạ? Làm thế nào để những người vào trong hệ thống của mình rồi họ đam mê và họ khát khao? Thì bác vẫn trả lời là phải học và phải loại, nghĩa là lọc chúng ta đi tuyển đó. Cả nhà có nghe được cái đoạn đó không ạ? Nghĩa là chúng ta lọc ngay từ đầu vào đó. Cả nhà có để ý cái đoạn đó không ạ? Thực sự là mọi người phải vào Zoom, phải học tập và phải rèn cho mình đó. Thì bây giờ vào Zoom bằng cách nào ạ? Chúng ta hỏi tư vấn viên. Bây giờ nhân đặt lên bàn đi. Vẫn là câu hỏi giống bác Mạnh hôm qua và An cũng đã từng nói rồi. Nếu các anh các chị 8 tiếng làm cái công việc truyền thống bây giờ, cứ cho là lương các anh các chị 20 triệu. 8 tiếng một ngày chia cho 7 ngày. 20 triệu chia cho 7. Được bao nhiêu ạ? 300.000 một ngày. 300.000 chia cho 8 tiếng thì chưa được 350 một tiếng. Đúng không ạ? Đấy là người nhiều. Vậy thì các anh các chị muốn làm một công việc cũng 4 tiếng một ngày thôi, thu nhập được như thế
mới đầu chúng ta cũng nói là dành 4 tiếng nghiêm túc đã. Và với 20 triệu đấy, bao nhiêu lâu các anh chị mới đạt được cái mức 20 triệu? Còn ở đây tôi xác định, khẳng định cho các anh chị là khoảng 8 tháng đến 1 năm. Nhưng chỉ dành 4 tiếng thôi, các anh chị có đánh đổi không? Nghĩa là chúng ta phải có cái đánh đổi. Đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta lọc ngay từ đầu ạ. Cả nhà đồng ý không ạ? Nghĩa là chúng ta có những con số thực cụ thể. Còn những người chỉ thu nhập người ta 5 triệu, 7 triệu thì chúng ta cũng nói luôn ạ. Dành bao nhiêu thời gian một ngày cho công việc cũ để được chừng đó. Và nếu dậm chân tại đó thì được cái gì? Chúng ta phải có những cái câu hỏi chạm thực sự vào nỗi đau và cái khát khao của họ để chúng ta dẫn họ đến Zoom học tập. Và đúng là niềm tin cái đó thực sự là rất là trăn trở. Bản thân An cũng thế thôi. Trước đó, nói thật là tuyển thì sao ạ? Chúng ta cứ tuyển ào ào, rồi chúng ta vừa tuyển, vừa loại, vừa lọc. Chỉ cần sao ạ? Chúng ta tuyển được 100 người, 20 người theo chúng ta và chỉ cần 5 người thôi giống chúng ta thôi là chúng ta thành công. Vậy thì chúng ta khẳng định, xác định sau 2 năm hay 3 năm chúng ta sẽ tuyển đủ 5 người giống chúng ta. Được không cả nhà? Còn chúng ta chăn trở lắm, bất kể ai chúng ta tuyển vào chúng ta cũng mong muốn họ thành công. Nhưng cái chính là bản thân họ có mong muốn đấy, nhưng họ chưa khát khao và họ chưa đặt tất cả niềm tin khát khao vào cái mong muốn đó. Họ chưa sẵn sàng thì chúng ta đành đi tìm người tiếp theo. Được không cả nhà? Chị Hạnh chia sẻ cảm nhận những cái em vừa chia sẻ ạ. Vâng, cảm ơn chị. Thực tế là đấy, cái kinh doanh này nó là như vậy đấy ạ. Chúng ta mong muốn họ thành công. Thêm một ý nữa, chúng ta là mình chỉ đang muốn chia sẻ câu hỏi bản thân mình và chia sẻ với anh chị em, chúng ta chia sẻ tình huống chúng ta đã giúp được cái con người cụ thể họ vượt qua được rất nhiều vấn đề. Còn nếu mà nói thì nói cái câu chuyện cái này thì chúng ta nói rất là nhiều rồi, trong của chúng ta chia sẻ theo cái ta đã làm đã giúp được cho anh em mình vượt qua được những cái khó khăn đó để đó đấy là cái mà nó sẽ hiệu quả hơn là chúng ta nói với nhau cái câu chuyện ta cần thế nào. Yes. Có một cái ví dụ cụ thể thì nó sẽ cho mọi người. Vâng, cảm ơn chị Hạnh. Vậy thì từ hôm nay tất cả chúng ta hãy ngồi nghĩ xem cần phải hành động như thế nào. Và tất cả anh chị em chúng ta đều chia sẻ lên được không ạ? Chúng ta hành động như thế nào để chúng ta có kết quả? Thì chúng ta chia sẻ đúng cái hành động của chúng ta thôi để cho bản thân chúng ta có kết quả. Kết quả là gì ạ? Bán được hàng. Và kết quả là làm sao, cứ làm sao để bán được hàng và làm sao để khách hàng đi với mình lâu dài. Và chúng ta đồng ý cái việc chia sẻ việc này vào buổi sáng mai không ạ? Yes. Yes, rồi cảm ơn chị Hạnh. Nghĩa là như thế này ạ. Chúng ta hình dung ra đi, từ xưa giờ có thể chúng ta chưa thành công trong việc bán hàng, nhưng ít nhất là thành công với một vài người. Thì chúng ta chia sẻ cái câu chuyện, chúng ta xoáy lại đi ạ, tại sao chúng ta bán được cho họ nhiều và họ sẵn sàng đi theo chúng ta. Được không ạ? Chứ không phải ai thành công rồi đó, bán hàng rồi đó. Chỉ nghĩ lại là tại sao cái người này, người ta tái tiêu dùng nhiều như vậy. Được không cả nhà? Và đây sẽ là câu chuyện vào buổi sáng mai. Vâng, hôm nay chắc là cũng quá muộn rồi, xin lỗi cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi sáng mai. Xin kết thúc Zoom giúp chị đi ạ. Mở mic em ơi.
chúng ta tuyên bố chiến binh Siberia. Yes. Tôi là chiến binh Siberia dũng cảm. Tôi là chiến binh Siberia dũng cảm. Tôi biết ơn và cảm ơn Siberia. Tôi biết ơn và cảm ơn Siberia. Siberia mạnh liệt. Tôi yêu Siberia mạnh liệt. Tôi sẵn sàng chia sẻ Siberia mọi lúc mọi nơi. Tôi sẵn sàng chia sẻ Siberia mọi lúc mọi nơi. Tôi hành động liên tục. Tôi hành động liên tục. Tôi hành động quyết liệt. Tôi hành động quyết liệt. Tôi chịu trách nhiệm 100% cho thành công của mình. Tôi chịu trách nhiệm 100% cho thành công của mình. Tôi lựa chọn cuộc sống mà tôi muốn có. Tôi lựa chọn cuộc sống mà tôi muốn có. Thu nhập thụ động là mục tiêu của tôi. Thu nhập thụ động là mục tiêu của tôi. Sinh ra để giúp đỡ mọi người. Tôi sinh ra để giúp đỡ mọi người. Tôi cam kết hành động để có điều tôi muốn. Tôi cam kết hành động để có điều tôi muốn. Tôi luôn yêu hết mình và cho đi hết mình. Tôi luôn yêu hết mình. Tôi là Nguyễn Văn Sinh. Tôi là F68. Tôi là F68. Tôi là Siberia. Tôi là Siberia. Mọi nguồn lực đều có trong tôi. Tôi tự tin tôi làm được. Mọi nguồn lực đều có trong tôi. Tôi tự tin tôi làm được. Mọi nguồn lực đều có trong tôi. Tôi tự tin tôi làm được. Rồi, cảm ơn và biết ơn cả nhà. Một ngày mới thật nhiều năng lượng và tình yêu thương. Chúng ta cũng nỗ lực hàng ngày để chúng ta có những cái kết quả vô cùng tuyệt vời. Đó là chúng ta đã tạo nên một cái buổi Zoom sáng vô cùng ý nghĩa và tạo lên cái năng lượng cho cả hệ thống. Xin được cảm ơn và biết ơn tất cả các anh chị em. Một ngày mới thật nhiều niềm vui và chúng ta bứt phá những cái điều mới ngoạn mục nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại các anh chị em vào buổi Zoom sáng mai ạ. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại. Chào cả nhà nhé. Dạ.